thứ trong cái slide này, nhất là về run descent. Thì các bạn biết rồi ha. Thì giả sử nếu chúng ta có một cái hàm mất mát có hình dạng như vậy. Với trục x của chúng ta chính là các tham số. Trục x chúng ta chính là những cái quay, những cái trọng số trong cái mạng neuron. Thì cái trục x này nó đại diện thôi, nó chỉ mang tính đại diện cho những cái trọng số trong mạng neuron thôi. Thì thật ra trong mạng neuron chúng ta có rất nhiều trọng số ha. Thì chúng cái trục ngang này nè, nó đại diện cho một các trọng số đó thôi, chứ không phải là tất cả ha. Và trục y này chính là hàm loss. Thì bằng hình dung là với mỗi cái trọng số quay W trong mạng neuron thì chúng ta sẽ có một cái giá trị hàm loss khác nhau, dẫn đến hàm loss của chúng ta nó sẽ biến thiên theo sự thay đổi của trọng số quay. Câu hỏi đặt ra là chúng ta cần cái sự biến thiên này, chúng ta cần dừng ở vị trí nào? Chúng ta cần dừng ở vị trí mà có hàm loss nhỏ nhất. Thì muốn như vậy á thì chúng ta phải kiếm được cái vị trí của cái trọng số nhỏ nhất, cái quay nhỏ nhất. Nếu chúng ta cập nhật được cái quay đúng chỗ này thì hàm loss sẽ là nhỏ nhất. Đó. Nhưng mà thật chất thì thường thì khi mạng neuron chúng ta train á thì cái quay chúng ta sẽ nằm ở đây. Khi mạng neuron train thì quay nó hay nằm ở đây. Thì nếu chúng ta bỏ thêm dữ liệu cho nó train nữa thì quay nó sẽ giảm xuống. Tại sao quay nó thì quay nó sẽ tăng lên chứ? Quay nó sẽ tăng lên làm cho hàm loss giảm xuống ha. Thì khi chúng ta tập data bỏ vào á thì quay nó sẽ cập nhật và nó sẽ hướng đến cái điều mà làm cho hàm loss càng ngày càng giảm. Lý do tại vì chúng ta dùng đạo hàm hàm loss theo quay. Khi chúng ta đạo hàm hàm loss theo quay và chúng ta lấy cái lượng đạo hàm này, chúng ta lấy quay mới bằng quay cũ trừ cho cái lượng đạo hàm đó, là chúng ta đang, mọi người hình dung đạo hàm là gì các bạn? Đạo hàm chính là một cái đường. Đạo hàm giúp chúng ta kiếm được cái đường tiếp tuyến với một đường cong ở một vị trí bất kỳ. Cái đường tiếp tuyến này nó sẽ chỉ chúng ta cái hướng để chúng ta đi xuống để cho cái hàm loss nó giảm. Bạn thấy không? Trong cái đường tiếp tuyến này thì cái giá trị cái vector hướng xuống nè, ngay chỗ đường tiếp tuyến này nó sẽ chỉ cho chúng ta con đường để chúng ta cập nhật cho cái loss nó giảm. Như vậy là giả sử chỗ này chúng ta tính đạo hàm thì chúng ta sẽ có được một cái vector nó tiếp xúc với cái đường cong tại vị trí này. Và chúng ta trừ nó có nghĩa là chúng ta đi hướng xuống. Hướng xuống có nghĩa là hàm loss sẽ giảm. Vậy cứ cái quay mới bằng cái quay cũ trừ đi một cái lượng đạo hàm của hàm loss theo cái quay đó, thì chúng ta hoàn toàn có thể là cập nhật cái quay ở vị trí mới để hàm loss nó giảm dần. Đó. Tại sao chúng ta cần phải có một cái tham số ở đây? Tham số này gọi là rho đi. Tại sao chúng ta cần có tham số này? Tham số này nó sẽ giúp cho chúng ta cập nhật, chúng ta nhảy một cái bước vừa phải. Bởi vì nếu chúng ta nhảy quá, có khả năng chúng ta sẽ nhảy qua đây hoặc là nhảy tới đâu á, không biết được ha. Thì chúng ta cần có một cái giá trị để nó nhân với cái lượng đạo hàm để nó đảm bảo là nếu đạo hàm này có tính thật là lớn hay chăng nữa thì cái giá trị này nó sẽ kìm lại, nó sẽ làm cho cái giá trị nhân lại nó trở nên nhỏ lại. Đó. Thì cái rho này mà người ta gọi là learning rate, có nghĩa là một cái giá trị để đảm bảo là cái việc trừ này nó không phải quá lớn, nó sẽ là trừ một cái lượng vừa đủ. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là gì? Cái trọng số nó sẽ di chuyển từ đây, nó sẽ di chuyển dần qua đây và nó làm cho hàm loss giảm dần xuống đây ha. Ok. Nhưng có một điều á là hàm loss của chúng ta nó rất là complex theo cái trọng số. Có nghĩa là đôi khi cái giá trị ở đây không phải là giá trị tối ưu, mà giá trị tối ưu nó nằm ở đây. Nó là global minimum. Vậy câu hỏi đặt ra là nếu chúng ta trừ xuống đây rồi mà tính đạo hàm ở chỗ này, ngay chỗ này mà bạn tính đạo hàm á thì nó sẽ bằng không. Lý do ngay chỗ này đạo hàm thì đường tiếp tuyến ngay chỗ này nó sẽ gì? Nó sẽ nằm ngang đúng không? Và hệ số góc đường tiếp tuyến nó sẽ cho hệ số góc của đường tiếp tuyến này sẽ bằng nhiêu? Bằng không. Và hệ số góc bằng không có nghĩa là chúng ta sẽ trừ cho một cái rho nhân giá trị không. Mà trừ rho nhân giá trị không có nghĩa là không trừ gì hết. Vậy là chúng ta sẽ bị stuck ở đây và không đi được nữa. Đó. Như vậy là chúng ta đã cập nhật được cái, chúng ta đã tìm được một vị trí mà cái loss nó nhỏ nhưng mà không phải nhỏ nhất, nó chỉ nhỏ chấp nhận được thôi. Đó. Thì cái chút nữa chúng ta sẽ coi có một số thuật toán nó giúp cho việc mà chúng ta có thể có khả năng, có cơ hội để tìm kiếm những cái vị trí khác. Chúng ta rất mong muốn là đi qua cái đỉnh này để chúng ta tìm kiếm vị trí khác nữa, tức là tìm kiếm những cái trọng số nào đó ở phía xa hơn nữa để biết đâu có hàm loss nhỏ hơn. Đó, đúng không? Thì nếu mà chúng ta đủ khả năng để chúng ta vượt qua cái đỉnh này, chúng ta đi tiếp các vị trí khác,
để chúng ta kiếm được cái chỗ nào mà nó nhỏ hơn nữa thì là quá tốt. Thì quá trình training chúng ta sẽ chọn chỗ nhỏ nhất đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta không vượt qua đỉnh này, chúng ta mãi nằm đây thì rõ ràng là thuật toán nó sẽ stop đây, nó sẽ không train được nữa. Đó. Như vậy chúng ta sẽ phải có một số cái thuật toán giúp chúng ta vượt qua cái đỉnh này. Thì chút chúng ta sẽ coi ha. Đó, thì đó là quy tắc của Randy Sen, là cố gắng là xác định cái vị trí mới của cái quay để cho cái loss nó giảm, và cách xác định duy nhất bằng cách là lấy đạo hàm của hàm loss theo cái quay đó và lấy cái này nhân cho một cái lượng, lượng này người ta gọi là lượng learning rate. Learning rate, cái learning rate này thường là không chấm mấy á, tại vì mục đích của nó nhân vô để làm giảm cái này xuống, chứ nếu mà đạo hàm mà giá trị lớn quá nó sẽ nhảy lung tung ra hết ha. Mình cần phải nhân learning rate để nó giảm vừa phải thôi. Thì khi một mạng neuron người ta thường define learning rate rất là kỹ, lúc thì 0.001, lúc thì 0.1 ha, có nghĩa là người ta đảm bảo là nó có khả năng tìm kiếm những vị trí khác tốt hơn ha. Mục đích của tăng learning rate là gì các bạn? Là để các bạn, để nó có cơ hội nó nhảy các vị trí khác, nó tìm kiếm vị trí khác. Mục đích giảm learning rate là sao? Là để nó không nhảy lung tung. Như vậy chúng ta phải tăng giảm làm sao cho nó phù hợp đúng không? Chúng ta phải tăng và không được quá lớn mà giảm không được quá nhỏ, tại vì giảm quá nhỏ nó sẽ trend lâu à, và tăng quá lớn nó sẽ nhảy lung tung à, đó. Giờ chúng ta cần một cái learning rate thì thường là 10, thường là 0.10 mũ trừ 3 à, 0.001. Nhưng mà nó là kỹ thuật thôi. Đôi khi chúng ta trend thấy lỗi chính xác như vậy chưa ưng ý thì chúng ta phải tăng hoặc giảm learning rate, chúng ta sẽ theo dõi tiếp ha. Cái này là nó vào kinh nghiệm rồi ha. Đây. Thì nếu bạn hiểu theo cái chiều, hiểu theo cái kiểu là không gian đi, thì cái việc mà chúng ta bỏ dữ liệu vô cho nó học á, giống như là nó sẽ kiếm những cái vị trí mới trong cái không gian này. Vị trí mới này chính là vị trí những cái quay mới á, những cái trọng số mới á, để cho cái hàm loss nó nhỏ nhất. Thì giả sử cái mục tiêu nằm đây ha, thì nó sẽ dao động như vậy, dao động như vậy. Lý do là sao dao động như vậy? Bởi vì dữ liệu chúng ta đưa vô, nếu mà chúng ta đưa theo kiểu SGD á, có nghĩa là single ha, có nghĩa là chúng ta đưa từng điểm á, thì rõ ràng với từng điểm thì cái việc cập nhật của nó sẽ rất là complex, bởi vì từng điểm nó sẽ có những giá trị khác nhau và thậm chí nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình training, nên dẫn đến là nó dao động rất là nhiều ha, trước khi nó đến những vị trí ưng ý. Như vậy khi người ta training á, người ta không bao giờ train, người ta train từng điểm, mà người ta train một lượng điểm nhất định, người ta gọi là một batch hay là một mini batch, chứ không có train từng điểm. Tại vì train từng điểm ấy, thì ok, đồng ý là train từng điểm thì nó sẽ sao? Nó sẽ cũng sẽ hội tụ về cái giá trị tốt nhất thôi. Nhưng mà nó sẽ không có một cái sự hội tụ nó chắc chắn, có nghĩa là nó sẽ nhảy lung tung lên hết ha. Đó, nên người ta cần train nhiều điểm. Giả sử train được một điểm thì nó sẽ nhảy lung tung như vậy ha. Mà người ta train một điểm như vậy, mỗi lần train người ta sẽ train một batch chứ mà sẽ một điểm ha. Người ta có khái niệm là stochastic, có nghĩa là bạn train từng sample, bỏ từng sample và cập nhật từng quay thì nó sẽ như vậy. Còn train mini batch có nghĩa là bạn sẽ bỏ một batch cho nó học và nó cập nhật quay theo một cái batch đó luôn. Thì quá trình hội tụ của nó sẽ có con đường chắc chắn ở đi hơn. À, bạn hình dung đây là một cái không gian. Trong cái không gian này từng cái điểm này nè, từng cái vị trí này nè, chính là những cái bộ trọng số W. Bộ trọng số W. Đó. À, còn cái vòng tròn này là gì? Vòng tròn này cho biết là cái tức là cái giá trị hàm mục tiêu là cái hàm loss của mình á, nó nằm ở đây. Nó nằm ở đây. Đó. Vậy khi bạn di chuyển đến vị trí này thì hàm loss nằm ở đây, nó vẫn còn lớn. Khi mà cập nhật quay xuống vị trí này hàm loss vẫn lớn ha, đến khi này đến này hàm loss nhỏ nhất. Đó. Nhưng mà bạn để ý là mục đích của người ta vẽ hình này, người ta nói là gì? Cái việc mà di chuyển đến cái vị trí mà tối ưu hàm loss á, nó sẽ trở nên rất là rõ ràng và trở nên rất là control rất là tốt. Nếu sao à? Nếu mà mình đi theo từng batch. Nếu bạn đi theo từng điểm á, nó sẽ gọi là oscillation, nó sẽ dao động rất nhiều. À, cái dao động này không phải là bad, nhưng mà nó sẽ thất tha và chúng ta sẽ khó control được là chúng ta đang đi vào hướng tốt hay là đi vào hướng xấu ha. Còn cái này nó rất là rõ ràng. Như vậy trong quá trình training người ta mới đề cập đến khái niệm là ok, tốt nhất là nên train theo kiểu mini batch. Có nghĩa là mỗi lần sẽ là một batch. Ví dụ bạn xem hình ảnh đi, mỗi lần là 8 ảnh hay 16 ảnh. Thì trên 8 ảnh 16 ảnh đó nó mới cập nhật cái quay của 8 theo 18 và 16 ảnh đó, chứ nó không phải cập nhật quay theo từng ảnh ha. Đó. Thì theo từng điểm người ta gọi là stochastic, còn theo một batch thì ta gọi là mini batch. Đó. Thì cách tạo một mini batch rất là dễ, bằng cách là dữ liệu chúng ta có training set, chúng ta sẽ xáo động nó, shuffle nó, là xáo động nó, sau đó chia nó ra, thì nó sẽ có một khái niệm tên là mini batch size.
chúng ta có thể chia là 64, có thể chia là 32, 18, thậm chí nếu mà ảnh quá lớn người ta có thể chia làm 8 ảnh thôi. Có nghĩa là tùy vào size của ảnh nữa, tại vì nếu ảnh quá lớn đó, người ta sẽ chia một bắt nó là một bức ảnh hoặc là một bắt khoảng vài bức ảnh ha. Tại vì quy chung là người ta muốn một bắt nó ở lượng vừa phải thôi, chứ một bắt đừng nên quá nhiều ảnh. Thì một bắt quá nhiều ảnh thì người ta training sẽ lâu, hoặc là dẫn đến tình trạng là gì? Một bắt có nhiều ảnh sẽ dẫn đến tình trạng là quá trình cập nhật của nó mang tính zero quá, nó không có rõ ràng ha. Giả sử nếu bạn một bắt mà bạn có nhiều ảnh quá thì khi bạn lấy trung bình bắt đó, hoặc là cập nhật cái gì mà giá trị mà đại diện một bắt đó, thì bạn thấy là cái giá trị đại diện nó không thể hiện hết được cái ý tưởng, không thể hiện hết được cái case study ở trong bắt đó ha. Vậy nếu bắt mà càng lớn thì các case study nó càng mất cái ý tưởng, cái nội dung cần truyền đạt trong đó để cho cái mạng nó cập nhật đó. Còn nếu mà cái bắt mà nó nhỏ quá thì nó lại cập nhật quá chi tiết, nó dẫn đến là nó bị ảnh hưởng, nhiều khi có nhiễu trong đó, cái nhiễu nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả cập nhật. Như vậy bắt của chúng ta nó lại là câu chuyện là như thế nào là vừa đủ, đúng không? Nó là vừa đủ, nó là câu chuyện là không quá nhỏ không quá lớn. Trong 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 deep learning nó luôn luôn có câu chuyện là không quá nhỏ hoặc không quá lớn đó. Learning rate cũng vậy, learning rate cũng không nên quá nhỏ mà cũng nên không nên quá lớn. Bắt cũng vậy, bắt cũng không nên quá nhỏ cũng không quá lớn, tại vì nếu bắt nhỏ quá nó thành tình huống là gì các bạn? Stochastic, giống nãy thầy nói, stochastic có nghĩa là cập nhật từng điểm, gần như cập nhật từng điểm. Còn nếu bắt lớn quá nó trở thành gì các bạn? Nó trở thành bà là bạn sẽ training nguyên một bắt và nó không thể hiện được một cái trường hợp, nó không thể hiện được ý nghĩa của từng trường hợp trong cái bắt đó. Đó. Như vậy chúng ta phải có bắt vừa đủ ha. Đó là câu chuyện mà, tại vì trong thực tế khi bạn training một cái dữ liệu mà bạn training bắt 32 á, mà bạn thấy nó không predict tốt á, thì bạn có thể giảm bắt xuống. Ví dụ bạn training bắt 32 bạn thấy nó không predict tốt thì bạn sẽ giảm bắt xuống thành 16 chẳng hạn, hoặc là 8 chẳng hạn. Đó, thì mình thấy nếu kết quả tốt hơn thì ok. Đó, cái câu chuyện này là câu chuyện theo bài toán và câu chuyện theo hình ảnh nữa. Nên nên bạn nào mà hỏi thầy bắt bao nhiêu cho phù hợp thì thầy nói là bạn đang làm bài gì và hình ảnh bạn như thế nào. Tại vì dựa trên hình ảnh với bài như vậy mình sẽ dự đoán, ví dụ như hình ảnh bạn quá lớn thì thầy đề xuất là bắt khoảng 8 thôi. Nếu hình ảnh bạn nhỏ thì thầy đề xuất bắt là 32 chẳng hạn ha. Còn learning rate cũng vậy. Nếu thầy thấy là nếu bạn thấy cái score nó chưa đủ tốt thì bạn giảm giảm learning rate và bạn train lại có kết quả như thế nào. Và bạn thấy là khi mà trend lại giảm mà giảm trên rate mà trend lại thì nó vẫn như vậy á, thì bạn sẽ có khả năng là bạn cần thêm dữ liệu, hoặc là bạn có thể là hoặc có thể là nó là cái quả tốt nhất, tại vì khi bạn làm giảm trên rate nữa mà bạn cảm thấy nó không có cho bạn một kết quả tốt hơn nữa thì có khả năng là bạn sẽ trend lại nhưng mà với rate đặt ở một vị trí khác. Tại vì bạn hình dung á, là khi bạn trend á thì cái vị trí bắt đầu nó quan trọng lắm. Vị trí bắt đầu nó sẽ giúp bạn kiếm cái hàm lót ở vị trí đó nhỏ nhất. Thì có khả năng bạn sẽ dùng cơ chế là bạn sẽ trend lại nhưng mà đặt một cái vị trí bắt đầu của lên ray khác. Ví dụ như là ở đây nè bạn, nó kiểu như này nè. Tức là cái tập trend mình nó sẽ khác một chút. Thì nếu vị trí bắt đầu của bạn ở đây á thì bạn sẽ kiếm ở đây. Nhưng nếu vị trí bắt đầu bạn ở đây á thì bạn có khả năng kiếm được chỗ này. Đó, nếu vị trí bắt đầu chỗ khác kiếm như vậy, vị trí bắt đầu chính là cái tập tập dữ liệu đầu vào của bạn á, tập dữ liệu đầu vào của bạn á, thì có khả năng là bạn sẽ phải thay đổi một chút về dữ liệu đầu vào để cho cái hàm này nó trend lại và biết đâu nó sẽ có cơ hội kiếm vị trí khác tốt hơn ha. Hoặc chúng ta sẽ thay đổi một số thuộc tính, một số cái thuật toán phía sau chúng ta sẽ học. Tức là bên Ryan thì xe nó có nhiều thuật toán lắm, Adam rồi Graham Broad ha, những thuật toán đó nó sẽ giúp cho bạn là có cơ hội khám phá những cái điểm này, khám phá là cũng chưa chắc kiếm được đó. Như vậy là đôi khi learning rate nó không giải quyết được mà bạn phải dùng tới thuật toán ha, những cái thuật toán tối ưu thì nó mới giải quyết được. Thì câu chuyện ý ý của cái bài này cũng cho các bạn hiểu ý nghĩa của từng giá trị thôi, còn về thực tế khi chúng ta train nó chúng ta phải căn chỉnh lại nữa, rất là nhiều trường hợp nhiều khi chúng ta phải tăng learning rate hoặc giảm learning rate, chúng ta tăng bắt sai hoặc giảm bắt sai để chúng ta xác định coi là cái nào tốt nhất ha. Thì về cơ bản thì nếu mà ảnh chúng ta quá lớn á, chúng ta buộc phải dùng bắt sai nhỏ thôi, tức là bắt size khoảng 8 hoặc 16 ảnh thôi. Còn ảnh ta nhỏ thì chúng ta có thể dùng bắt size lớn ha, nhưng mà cũng nên đừng nên lớn quá nhé các bạn, 32 là maximum nha, đừng ai dùng bắt size tới 64 ha, nó sẽ trở nên là không học được case study đâu. Thì mini bắt của chúng ta sẽ hoán vị ha, hoán vị tức là không để ít theo thứ tự mà chúng ta sẽ hoán vị và chúng ta chọn ha, chọn ít trong cái bắt này. Thì cách chọn là ví dụ như chọn là 64 đi thì chúng ta chia 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 thì cái thành phần mà còn lại mà nhỏ số tư á, chúng ta sẽ làm để một bắt ha. Thì chúng ta sẽ cho nó học bắt này bắt này bắt này bắt này, nó học theo bắt và quá trình cập nhật của nó là cập nhật theo tất cả một cái bắt luôn ha, chứ không phải là cập nhật theo từng điểm nữa. Đó.
Thì nãy thầy đề xuất là có đến 32 ha, nên nên nhỏ 32 đừng nên số 4 quá lớn. Một batch số 4 là nó sẽ không học được các case study trong cái batch đó đâu. Nhiều khi nó mang tính general hơn. Đây learning rate bạn thấy ha. Trục ngang của mình chính là quá trình trend, thời gian trend. Mình trend bao nhiêu epoch iteration ha. Còn trục đứng của mình là hàm loss ha. Hàm loss đúng không? Nếu bạn dùng learning rate có cao á thì hàm loss mình nó có khả năng nó tăng. Tức là nó sẽ nhảy lung tung hết, nó sẽ không có nằm ở một vị trí để mình kiếm được hàm loss ha. Có nghĩa mình sẽ không control được loss nếu mà để learning rate quá cao. Learning rate 2 cũng vậy, hàm loss nó không thay đổi nhiều ha. Nhưng mà nếu bạn để learning rate nhỏ hơn chút nữa thì bắt đầu hàm loss nó có thể giảm, nhưng mà sẽ giảm chậm ha, giảm chậm. Nó có nghĩa là cái thời điểm training của bạn phải rất lâu ha, để bạn kiếm được, nhưng mà anyway nó sẽ kiếm được cái vị trí tốt nhất cho mình ha. Thì nhưng mà nếu mà lên đây quá nhỏ sao bạn, lên đây quá nhỏ có thể năng bạn sẽ dừng sớm, bạn sẽ dừng ở đây, bạn sẽ không kiếm được vị trí tốt hơn ở đây à. Như vậy rõ ràng là gì, chúng ta sẽ không nên để lên đây quá nhỏ và cũng không nên để đây có lớn. Thì cái đơn rate tốt nhất là chúng ta nên chọn cái đơn rate mà nó vừa phải ở giữa ha, ở giữa. Ở đây nó ví dụ thôi, ở đây là đơn rate này nó gọi là low ha, thì ở đây là app ha, nghĩa là đơn rate này là nó đánh giá là tốt ha. Có thể là mình cho cái lên rate khoảng ở giữa nè, tốt hơn. Thì nói chung là mình cũng phải trend đúng không, mình trend trường hợp là hai trường hợp low để mình xác định coi lên rate bao nhiêu là đủ. Nhưng mà thường cái lên rate á nó không phải là yếu tố quyết định nhất, tại vì khi bạn trend được mà good á thì bạn muốn good hơn nữa thì nó nằm ở câu chuyện của data rồi. Tại vì khi bạn trend tốt và bạn muốn tốt hơn nữa thì cái việc mà bạn đổi lên rate á, cái xác suất để bạn tốt hơn nữa nó sẽ thấp hơn là việc bạn thêm data. Tại mình thêm data thì mình sẽ có cơ hội để mình lên những cái trường hợp mình sai nhiều hơn, tốt hơn là learning rate. Learning rate nó chỉ tốt khi mà bạn train một cái gì đó mà kết quả nó tệ thì bạn lập tức bạn chỉnh learning rate liền, learning rate nhỏ lại liền để cho kết quả nó ổn định hơn ha. Đó. Đó thì bạn thấy learning rate nó có nhiều, nó có trường hợp decay learning rate, có nghĩa là lúc đầu, có nghĩa là bây giờ người ta sẽ định nghĩa learning rate là một cái hàm số luôn, chứ không phải là learning rate một giá trị nữa, nó là một hàm số. Có nghĩa là lúc đầu trend đó thì mình sẽ chọn learning rate lớn, lý do tại vì mình chọn learning rate lớn thì nó sẽ hội tụ nhanh đó. Đó có nghĩa là lúc đầu mình sẽ chọn learning rate lớn để cho nó nhảy nhanh hơn thôi, nó nhảy một cách nhanh hơn thôi, nhưng mà cũng nguy hiểm nha các bạn, có khả năng nó nhảy lung tung lên hết nha. Đó, ví dụ chỗ này đó, nếu bạn chọn learning rate lớn đó, thì nó sẽ nhảy từ đây, nó không nhảy từng bước để mà nhảy xuống đây đó, nhảy một mặt xuống đây luôn đó. Nhưng mà càng về sau bạn chọn learning rate càng nhỏ lại. Đó. Có nghĩa là learning rate nó sẽ giảm theo thời gian. Có nghĩa là learning rate nó sẽ nhỏ dần theo thời gian. Thì giúp cho nó việc hội tụ nhanh hơn, nó học nhanh hơn. Đó. Nhưng mà nhớ lớn vừa phải nha, lớn quá là nhảy qua bên kia. Có nghĩa là nó chưa có cơ hội nó kiểm tra cái đỉnh này mà đã qua đỉnh khác kiểm tra rồi. Đúng không? Nó nhảy một mặt qua đây nè. Đó. Có khả năng như vậy. À. Nếu learning rate quá lớn, nó có thể nhảy tới qua kia luôn. Như vậy là chúng ta có cái... đây chúng ta sẽ có hàm learning rate theo thời gian, có nghĩa là learning rate mới sẽ bằng learning rate cũ chia cho cộng cho một trong decay rate, nó có một cái decay rate nhân cho epoch. Epoch có nghĩa là lần trend, ở lần trend đầu tiên epoch là một thì learning rate một giá trị, nhưng ở lần trend thứ hai epoch là 2, 3, 4 thì rõ ràng cái learning rate mới sẽ bằng learning rate cũ chia cho lượng này, có nghĩa là learning rate càng lúc càng giảm ha. Thì nếu learning rate càng lúc càng giảm bạn thấy là cái giá trị nó kiểu như vậy, và nó sẽ dẫn đến là chúng ta sẽ ổn định hơn, hội tụ nhanh hơn, vừa hội tụ nhanh hơn và vừa ổn định cái độ chính xác hơn, nó không có nhảy lung tung. Đó. Thì thường người ta sẽ dùng cái learning rate decay này, đặc biệt là trong cái phần mà optimization là ADAM á, hoặc là RMROP á, nó có một cái learning rate decay, thì các bạn sẽ xem ha. Chính là learning rate bây giờ nó không phải là một giá trị fix nè, không phải là 10 mũ trừ 3 nữa hay là 10 hay là 0.1 nữa, mà nó sẽ là một cái hàm theo thời gian, lúc đầu nó sẽ là 0.1. Nhưng chạy một vài epoch nó sẽ trở thành 0.01 hoặc là 0.001 ha. Có nghĩa là càng về sau lên rate càng nhỏ để nó đảm bảo tính ổn định, còn lúc đầu lên rate lớn để nó nhảy ha, nó nhảy xa, nó nhảy nhanh hơn đúng không, nhảy nhanh hơn. Momentum là một cái kỹ thuật, nó giúp cho cái việc mà xác định cái hướng cập nhật, nó có một cái khái niệm là vận tốc, có nghĩa là khi mà vận tốc của bạn mà đang xuống đồi á thì nó sẽ gì các bạn, ở đây nó nói ha là momentum sẽ tag into một cái gradient quá khứ, có nghĩa là past gradient, có nghĩa là gradient mới nó sẽ để việc tính tính gradient mới á, nó sẽ
là lấy đạo hàm của giá trị mới, nhưng mà nó sẽ take care thêm cái radian cũ. Tại nếu radian cũ đang đang lớn á, radian cũ đang lớn thì răng mới sao các bạn? Răng mới nó sẽ gì? Nó sẽ giảm cái đó xuống ha, nó không tức là giảm tốc độ xuống, chứ đừng có, tại vì radian cũ lớn quá nó sẽ giảm xuống chứ, tại vì nó còn ví dụ như radian trước đó của nó là không là là 5 đi, thì radian sau đó nó tính là 50, thì 50 nó lệch với 5 nhiều quá thì nó sẽ dùng là nó sẽ tăng radian tiếp theo không phải là 50 mà nó sẽ tăng lên là 10 thôi, tức là 5 lên 10 thôi chứ không phải 5 lên 50. Như vậy là cái việc tính radian mới của nó sẽ phụ thuộc vào kết quả radian cũ. Nếu radian cũ mà quá khứ mà lớn á, mà nhỏ thì radian mới nó sẽ tăng vừa phải ha, nó tăng vừa phải. Thì bạn nhìn ở đây nè, bạn nhìn cái hình nè, đây là cái hướng, đây là cái hướng cũ ha, còn đây cái chấm 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 là hướng mới, đúng không? Thì nó lấy hướng mới nó so với hướng cũ để nó quyết định là đi hướng này sẽ tốt hơn. Có nghĩa là đúng ra nó phải chặt xuống đây đúng không, mà nó chặt xuống đây nó thì nó sẽ rất là lâu để nó hội tụ về đây, bạn thấy không? Nếu mà nó đi xuống đây thì nó rất hội tụ đây, nhưng mà nó biết được cái hướng cũ là hướng này, thì hướng cũ này với cái đường hướng mới nó sẽ sinh ra cái vector hướng này đó, mà có vector hướng này và lần tới nó tính ra vector hướng này, thì thay vì nó đi hướng này nhưng mà nó kết hợp hướng này với cái hướng cũ là hướng này, hai cái này nó kết hợp ra vector này, thì bạn thấy quá trình nó sẽ chọn hướng về tốt hơn. Giống như bạn lái xe, bạn đang đi tốc độ nhanh đó, thì thời điểm tiếp theo bạn sẽ tốc độ của bạn sẽ bạn tốc độ xe của bạn sẽ gì, sẽ giảm một chút đúng không, giảm một chút, không có giảm gắt quá, giảm gắt quá thì cũng không tốt ha, giảm một chút thôi theo cái tốc độ trước đó. Tốc độ trước bạn đang là quá thấp mà tự nhiên bạn tăng cao lên cũng không được, nó phải tăng từ từ lên đó. Kiểu như là nó tính toán cái radian tiếp theo bằng dựa trên cái radian vừa rồi ha, radian trước đó, thì bạn thấy là cái hàm nó như vậy. Bạn thấy là cái ít mới sẽ bằng ít cũ trừ cho một lượng learning rate đúng không, nhân cho cái đạo hàm đúng không ạ? Đây là đạo hàm nè, đạo hàm của f theo ít nè, ít của mình chính là w á, chính là các trọng số của mạng neuron á, thì ít mới bằng ít cũ trừ cho một cái lượng learning rate nhân cho đạo hàm của w của ít đó ha. Đó thì đây chính là scd, có nghĩa là cập nhật lại những cái trọng số cái quay của cái mạng theo công thức này. Nhưng mà nếu cộng momentum thì sao? Cộng momentum thì chúng ta có ít mới là cái quay mới á, bằng cái quay cũ trừ đi lượng alpha, nhưng ở đây không phải là đạo hàm nữa mà là một cái v. Cái v là tính như thế nào? V này nó lại bằng cái v cũ mà cộng cho một cái đạo hàm mới. Như vậy rõ ràng gì? Cái đạo hàm mới này nó không phải cập nhật trực tiếp vào v cộng 1, mà đạo hàm mới này nó sẽ tương tác với cái v cũ, có nghĩa là cái vận tốc người ta gọi là velocity cũ, hay là tại vì cái radian cũ người ta gọi là velocity nhé bạn. Cái radian cũ người ta gọi là velocity, là vận tốc cũ. Thì cái đạo hàm mới nó sẽ take care luôn cả cái cũ nữa để nó quyết định coi là cái đạo hàm tiếp theo như thế nào trước khi nó áp vào đây. Như vậy với cách làm như vậy á, có nghĩa là cái việc mà định hướng cho nó kiếm một cái vị trí mới trong không gian hàm để có thể có trọng số tốt hơn và hàm lót nhỏ hơn, thì nó có định hướng của moment. Định hướng moment chính là một hình thức như vậy, có nghĩa là lấy cái mới cộng cho cái giá trị cũ. Rho đây là một cái hằng số ha, một cái hằng số bao nhiêu đó. Tại nếu rho mà bạn trên, nếu rho bạn là 0.9 thì chẳng hạn, có nghĩa là cái vận tốc mới nó sẽ 0.9 bằng 0.9 lần vận tốc cũ cộng cho một cái vận tốc hiện tại. Như vậy là gì? Vận tốc cũ nó sẽ đóng vai trò quyết định trong cái công thức này. Tức là vận tốc cũ đang là A thì vận tốc mới sẽ là A cộng cho một cái lượng vừa đủ nhỏ. 0.9 ở đây là, thấy không? Rho 0.9. Còn nếu mà rho bằng 0.1 thôi á, thì nó vậy là nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái này. Cái kiểu như là bạn tính cái mới mà bạn luôn tách khe cái cũ với cái hiện tại ha, để bạn tính cái mới sẽ tốt hơn. Cái này nó không quan tâm cái cũ bạn, cái này nó cứ tính đạo hàm mới thôi, nó cứ tính đạo hàm mới và nó áp đâu vô vào cái quay ha. Nhưng mà cái này rất nguy hiểm, nếu đạo hàm mới mà quá lớn thì sao, đạo hàm mới mà quá nhỏ thì sao, nó khác hoàn toàn với đạo hàm vừa rồi sao? Thì như vậy là rõ ràng là nó sẽ làm cho quá trình oscillation, có nghĩa quá trình mà dao động nó sẽ rất là lớn. Nhưng nếu mà chỗ này rõ ràng bạn thấy là cái V mới bao giờ nó cũng phụ thuộc vào cái V cũ là chủ yếu, cộng thêm một cái lượng đạo hàm hiện tại. Đạo hàm hiện tại dẫu có lớn cỡ nào thì cái V này nó vẫn đi theo cái V cũ nhiều hơn. Nó dẫn đến cái này không bị ảnh hưởng. Đó. Nhưng cái momentum giống một kiểu định hướng các bạn, định hướng ha. Định hướng thì như vậy nó sẽ ra tốt hơn. Thì người ta đề xuất là cái rho của mình nên là 0.8, 0.99, có nghĩa là phần lớn phụ thuộc vào cái đạo hàm trước đó ha. Đó thì chúng ta thấy là đây là cái hướng dự định sẽ tính sẽ đi theo, còn đây là cái hướng mà trước đó, đây là cái hướng dự định sẽ đi theo, đây là cái hướng mà trước đó đã đi,
Thì hai hướng này kết hợp với nhau nó sẽ hình thành ra một hướng mới tên là hướng gì? Hướng thực sự phải đi. Thì đi theo hướng này nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ về cái hàm loss, nó về cái hàm loss minimum nhanh hơn ha. Nếu đi theo hướng này nó có khả năng dao động rất là lớn, và đi theo hướng cũ thì không có gì để nói, hướng cũ là hướng cũ là hướng ta đã biết. Hai cái này kết hợp nhau nó sẽ định hướng hướng mới sẽ tốt hơn. Đó. Còn mình sẽ có một khái niệm khác tên là next drop momentum. Thì next drop momentum thì nó sẽ lấy cái vector này. Vector radian này nó sẽ là vector này. Tức là vector radian này không còn là vector tính tạo hàm cũ nữa, mà nó là vector giữa cái nó sẽ là cái vector này, cái vector là vector trước đó nè các bạn. Còn cái đạo hàm, cái đạo hàm mà mình tính mới nó sẽ nằm ở đây. Và hai cái này kết hợp nó ra cái actual đây. Thật ra thì nó cũng không khác nhiều cái này. Để chúng ta coi công thức của nó ha, cái next drop. Đây, chúng ta coi sự khác biệt giữa next drop với cái này. Next drop là cái gì? Có nghĩa là cái đạo hàm của mình nó không phải đạo hàm của XT nữa, mà nó đạo hàm của XT cộng cho rho VT. Có nghĩa là đạo hàm của chúng ta không phải là đạo hàm của cái tại vị trí này nữa, mà nó đạo hàm của chỗ này, vị trí này. Tại đạo hàm vị trí này là đạo hàm của XT đúng không? Bạn thấy không? Theo cái tủ là đạo hàm của XT nè, đạo hàm của XT nè. Nhưng mà của với Nesterov của trung tâm thì đạo hàm của nó là đạo hàm của XT cộng cho một cái rho VT. Có nghĩa là không phải XT này mà là cái vị trí là XT cộng rho VT. Thì cái đạo hàm này nó cũng còn cái còn lại nó y hệt như là momentum, nhưng mà chỉ có riêng cái chỗ này ông Nesterov ông cập đề xuất là chúng ta không nên lấy đạo hàm, nên không nên lấy đạo hàm ở vị trí XT, mà chúng ta nên lấy đạo hàm ở vị trí XT cộng cho rho VT, với VT là cái vận tốc trước đó, là cái radian trước đó. Thì như vậy là chúng ta sẽ có được cái vector thực sự nó là đường này, bởi vì cái đạo hàm ở vị trí này không lấy, mà chúng ta lấy đạo hàm vị trí này, chúng ta sẽ có được radian này, đúng không? Có radian này, có cái radian trước đó thì nó sẽ tính cái actual. Thì ông Nesterov ông đề xuất là đi theo cái hướng next actual này, nó sẽ một chút gì đó nó sẽ tốt hơn cái actual này, mặc dù hai này không khác biệt đâu nhiều ha, nhưng mà đi hướng này vẫn tốt hơn đó. Thì công thức của ông nó sẽ khác một chút thôi. Ở đây nó sẽ là vt vẫn là rho vt là cái trước đó trừ alpha và trước đó, nhưng mà cái delta này, cái đạo hàm này nó là đạo hàm của xt cộng cho cái này chứ không phải chỉ xt ha. Mà đạo hàm của xt bạn biết là gì rồi, nó chính là cái một cái vector pháp tuyến đúng không, tại vị trí x đúng không. Thì vector pháp tuyến nó mà dấu trừ có nghĩa là nó sẽ hướng cho chúng ta đi vị trí mới để cho cái hàm loss nó giảm đúng không. Đó thì đó, thì với cái w mà cộng này đó, thì chắc chắn với cái w này nó sẽ làm cho hàm loss giảm, tại vì công thức của việc mà radian descent nó giúp cho hàm loss giảm mà đúng không. Đó. Thì nếu cái này mà mình triển khai ra, nó ra công thức này, nó là xt cộng vt cộng rho vt trừ vt nhân một, có nghĩa là mình thế qua thế lại nó ra công thức này ha, này nó gọi là next drop momentum. Rồi ADARAD là một cái kỹ thuật nó giúp cho quá trình mà ngoài cái chuyện mà momentum á, thì ADARAD nó sẽ quan tâm đến cái chuyện learning rate. Có nghĩa là learning rate mới sẽ bằng learning rate cũ chia cho một cái lượng này. Thì cái lượng này bạn hình dung là cái lượng này là radian square, có nghĩa là radian bình phương của radian, thì cái bình phương radian nó sẽ tham gia vào quá trình làm giảm learning rate. Có nghĩa là radian ngoài cái chuyện mà lấy đạo hàm, radian nó còn tham gia vào quá trình làm giảm learning rate. Thì làm giảm learning rate có giúp gì các bạn? Như nãy thầy nói á, learning rate ban đầu nó lớn á, nó đi nhanh hơn, nhưng mà càng về sau nó phải càng giảm learning rate, bởi vì nếu mà nó không giảm lên rate có khả năng nó sẽ nhảy qua cái vị trí khác để kiếm một đỉnh khác, trong đó đỉnh cũ nó chưa kiểm tra ha. Thì chúng ta sẽ có một cái khái niệm là learning rate chia cho một cái lượng, thì cái lượng mà để nó chia để giảm lên rate á chính là lấy learning rate chia cho chính cái radian ha. Lấy chính cái radian làm cái lượng cần phải chia để nó giảm. Tại chúng ta không thể là lấy learning rate chia cho 2, chia cho 3 hay là chia theo một công thức này. Nãy có đề xuất một công thức chia learning rate để giảm learning rate các bạn, giảm learning rate qua mỗi bước á. Nãy chúng ta thấy có một công thức đề xuất, những công thức này vẫn chưa tốt ha. Đó là công thức learning rate mới bằng learning rate cũ chia cho 1 cộng decay rate là một cái tỷ lệ decay nhân cho một cái nhân epoch mình đang train ở epoch thứ mấy. Đó, thì công thức này cũng được, nhưng mà trong cái ADARAD nó đề xuất công thức mới tốt hơn. Đó, công thức này nó sẽ tận dụng chính cái radian luôn. Đó, thì nếu mà radian lớn á thì cái learning rate nó sẽ rất nhỏ. Tức là radian của bước tiếp theo mà tính nó lớn á, thì cái việc mà lấy learning rate chia cho cái lượng này nó sẽ làm learning rate nhỏ. Và radian mà càng lớn thì learning rate càng nhỏ. Có nghĩa là độ dốc càng lớn thì nó càng cẩn thận, nó di chuyển từ từ hơn. Còn chỗ nào độ dốc nhỏ thì nó sẽ di chuyển lớn. À, độ dốc nhỏ thì nó sẽ di chuyển không phải lớn mà nó di chuyển đúng cái learning rate mà nó đang có. À, ví dụ learning rate nghĩa là 0.01 đi. Thì độ dốc mà nhỏ thì nó di chuyển gần như là 0.01 luôn.
Còn độ lúc mà lớn thì cái lên rate nó sẽ di chuyển khoảng 0.001 ha, nó sẽ nhỏ dần. Đó, như vậy nó sẽ gì? Như vậy cái lên rate nó sẽ chú ý cái radian. Đó, để nó biết là nó cần phải nhảy nhanh hay chậm tùy theo cái radian. Đúng không? Như vậy là chúng ta có ADRS chính là một hình thức để cập nhật lên rate theo radian, à, theo radian. Rồi, RM drop. ADRS là cập nhật lên rate mới bằng lên rate cũ chia cho lượng radian ha. Thì RM drop nó cũng là nó sẽ theo công thức này, nó là radian nó sẽ là gì các bạn? Lên rate mới bằng lên rate cũ nè, chia cho một cái lượng này, square radian. Thì cái square radian này nó không đơn giản là đế đạo hàm của x đâu. Mà square radian này nó sẽ là một cái lượng decay rate nhân cho một cái radian square cộng cho một rate nhân cho dx. À. Như vậy là cái radian square này nó là một công thức theo tổ hợp là giữa gì các bạn? Giữa đạo hàm của tại x 1 trừ decay rate, cái này decay rate với radian trước đó. À. Như vậy cái câu chuyện này nó cố gắng là gì các bạn? Nó cố gắng tính radian mới theo radian trước đó. Nó luôn luôn cố gắng làm chuyện đó, tính radian mới theo radian trước đó. Thì tính như vậy nó sẽ dẫn đến tình trạng gì các bạn? Dẫn đến tình trạng là radian trước đó lớn hay nhỏ thì radian tiếp theo cũng tương tự như vậy. Đó, nó cũng xem mấy chuyện như vậy. Nó sẽ đảm bảo là nó di chuyển đúng cái hướng và ổn định hơn. Nhưng mà rồi ROM thật ra nó cũng giống như ADRS thôi. ADRS thì nó sẽ cập nhật trực tiếp cái đạo hàm, nhưng mà thằng ROM thì nó sẽ cập nhật đạo hàm theo một cái decay rate giữa cái run rate trước đó và cái run rate hiện tại. Đó. Thì ra cái square run rate hiện tại, cái lấy square run rate hiện tại này chia cho run rate này làm cho cái run rate này nó sẽ nhỏ nếu mà nếu mà square radian lớn, và nếu square radian nhỏ thì cái run rate này sẽ như cũ ha, nó vẫn như cũ. Như vậy rồi em drop nó khác ở đó ở chỗ là như vậy ha, nó có thêm cái lượng tính tỷ trọng trung bình giữa thì giữa cái radian square trước đó và cái DDX ha, DDX đạo hàm đó. Adam là công thức này, đây là công thức của Adam. Công thức Adam nó mang tính tổng hợp tất cả luôn. Adam là công thức gọi là tổng hợp cả RM drop lẫn momentum ha. Thằng Adam là công thức nó gọi là combine ha. Bạn thấy công thức nha, cái quay mới bằng quay cũ trừ đi cái lượng run rate, thì cái lượng run rate nè nó chia cho cái lượng này. À, sau đó nhân với vận tốc thì nó nhân với vận tốc này thì cái vận tốc này chính là cái momentum nè, nãy mình học đúng không? Và nó chia cái lượng square radian này chính là cái gì? RM drop nè. Đó, vậy nó vừa có momentum mà vừa có RM drop. Thì nguyên cái công thức này người ta gọi là Adam. 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 Đó, nó là Adam. Adam giống như một công thức combine ha, à, là cái trọng số sau trọng số mới bằng trọng số cũ. Tại vì khi nó học á là nó cập nhật trọng số mà để hàm lót nhỏ giảm mà trọng số mới bằng trọng số cũ trừ đi một cái lượng này. Đó, cái lượng này nó gồm có learning rate chia cho square learning rate. Đó, đây, square learning rate đây, đó. Và nhân cho velocity of learning rate. Đó, velocity of radian. Đó. Như vậy là vừa có chia cho square mà vừa có nhân velocity thì cái này nó là combine của momentum và RM drop. Và combine này nó sẽ gọi là cái ADAM ha, ADAM. Đó là lý do sao mà bạn thấy là một số mạnh khá nhiều mạng neuron dùng 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 phương thức optimize là ADAM ha, vì nó kết hợp cả hai. Tuy nhiên cũng từng ứng dụng ha, có những ứng dụng họ 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 không cần momentum các bạn, mà họ cần gì? Họ cần cái ADA cái RM drop. Có những ứng dụng họ chỉ cần cái gì các bạn? Họ chỉ cần cái learning rate thôi. Chứ là có nghĩa là learning rate nó update theo 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 tùy theo cái data ha. Họ cần cái RM drop. Nhưng có một số ứng dụng thì họ cần momentum bởi vì trong cái hàm loss đó nó khá complex, nó có nhiều cái đỉnh ha, chúng ta cần phải khám phá hết. Như vậy chúng ta sẽ dùng là chúng ta sẽ dùng tới cái thằng momentum ha. Momentum đó thì mà trong trường hợp mà bạn có cả hai trường hợp luôn là cần phải khám phá nhiều nơi ha, cần phải khám phá nhiều nơi và phải đảm bảo learning rate nó đi theo cái radian thì bạn dùng ADA ha. Đây công thức ADA mình viết bằng code ha, nó kết hợp vừa momentum vừa RM drop ha, thì cái này gọi là ADA đó. Thì bạn thấy quá trình hội tụ ha, thì nếu đây đây là các chặng đường của nó hội tụ trọng số, thì bạn thấy thằng thằng Adam á, thằng một màu 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 tím nè, nó đi gần như một mạch về cái đích ha, nó đi khá là smooth nè, bạn thấy nó đi cong vô đây luôn à. Còn RM drop thì nó đi đó, bạn thấy nó hơi gãy khúc không, gãy khúc. Còn RM drop momentum là màu xanh thì nó đi cũng khá mượt ha. Có khi nó còn nhanh hơn cả màu tím nữa ha. Trong trường hợp này random và momentum nó còn nhanh hơn màu tím nữa, và đây là màu đen ha.
Như vậy là tùy ứng dụng thôi, có ứng dụng chúng ta sẽ dùng SCD hoặc là dùng RAM đó, có ứng dụng chúng ta dùng ADA ha, tùy ứng dụng nữa.